Oh, no.
Thank you.
nay mà họ đi đó và nghe dân nhiều của đức phật thời những thiền nam tử cùng thiền nữ những nay đều được đức phật hộ niệm đều được phong thoái niệm nơi nào có thượng dân đẳng dân giả xa đời phật cho nên cả ngông đều phải tin nhận lời của ta và của lời xa lời phật đều có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật a di đà thời những người ấy đều rằng nơi đạo vô thượng chân đạo chân giả nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi mà hiện nay sanh về hoàng sẽ sanh về cho nên cả thiền nam tử thiền nữ
ra